từ khoảng tháng 4 đến tháng 5, tại khu vực biển Đầm Đại, Mỹ Tân, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, nhộn nhịp cảnh người dân dùng lưới vợt bắt cá dìa giống, sau đó đem vào bờ bán cho thương lái. Lượng cá dìa năm nay xuất hiện nhiều. Nhiều người phấn khởi, có thể thu nhập hàng triệu đồng chỉ trong vài giờ với cá. Tùy theo kích cỡ, cá dìa giống được thương lái thu mua ngay tại bờ biển, hiện với giá dao động từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu rưỡi đồng 1 kg. Trước đó, Thời điểm đầu vụ cá dì giống có giá từ 3 triệu đến 3 triệu rưỡi đồng, có khi lên đến 7 triệu đồng một kg. Trung bình mỗi buổi, một người có thể vớt được 1 kg cá dì giống, ước khoảng từ 3.000 đến 4.000 cá con. Theo người dân địa phương, chưa có năm nào cá dì vào khu vực ven bờ biển Đầm Nại, Mỹ Tân dày đặc như năm nay. Nghe đánh bắt cá dì giống tuy mang lại nguồn thu nhập cao, nhưng chỉ duy trì được một khoảng thời gian ngắn, khoảng từ cuối tháng 4 đến tháng 7 dương lịch là hết nên người dân tranh thủ khai thác năm nay nhờ lọc biển cá dìa giống đã giúp cho nhiều người dân có thêm nguồn thu nhập cá dìa là đặc sản của vùng biển ninh thuận không chỉ người dân địa phương ưa chuộng mà cả khách du lịch đều biết đến giá trị thương phẩm của loài cá này bởi chất lượng thịt cá thơm ngon giàu chất dinh dưỡng được chế biến thành nhiều món hấp dẫn như cá dìa nướng muối ớt cá dìa nấu lá me non cá dìa nấu lá giang cá dìa hấp nấm